Vì muốn khiến cho giống tánh hạnh thường liên tục, vì muốn khiến cho giống tánh ba đời đều bình đẳng, vì muốn nhiếp thọ tất cả giống tánh Phật ba đời, vì muốn khai diễn sở trồng các căn lành, vì muốn quan sát tất cả các căn, vì muốn hiểu phiền não tập khí, tâm sở, tâm hành, sở tác, vì muốn chiếu rõ tất cả Phật Bồ Đề mà nói kệ rằng. Lúc đó, Bồ Tát Công Đức Lâm, Ngài nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp tất cả hết thảy chúng hội trong mười phương thế giới, tận hư không biến pháp giới, vì muốn khiến cho giống tánh Phật không dứt, tức cũng là tục Phật huệ mạng, vì muốn khiến cho hết thảy giống tánh Bồ Tát trong mười phương đều được thanh tịnh, vì muốn khiến cho hết thảy chúng sinh, giống tánh nguyện đã phát ra đều không thối chuyển, đều chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì muốn khiến cho giống tánh tu hành liên tục không gián đoạn, thường thường dũng mãnh tinh tấn để tu hành, tức cũng là chẳng thối chuyển tâm đại thừa, vì muốn khiến cho tất cả giống tánh của chư Phật ba đời đều hoàn toàn bình đẳng, vì muốn nhiếp thọ tất cả giống tánh Phật trong mười phương ba đời chẳng dứt, tức cũng là khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, vì muốn khai diễn căn lành của tất cả chúng sinh gieo trồng, khiến cho tăng trưởng thành tựu, được giải thoát, vì muốn quan sát các căn của tất cả chúng sinh tháng hai liền, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa họ, vì muốn thấu hiểu tất cả phiền não, tất cả tập khí, tất cả tâm hành, tất cả sở tác, vì muốn chiếu rõ tất cả chư Phật Bồ Đề đạo. Vì mười nguyên nhân này cho nên Bồ Tát Công Đức Lâm lại dùng 101 bài kệ thuật lại đạo lý pháp môn thập hạnh đã nói ở trước, khiến cho chúng sinh tăng thêm ấn tượng, dễ dàng ý pháp tu hành. Một lòng kính lễ đấng thập lực, lìa cấu thanh tịnh thấy vô ngại, cảnh giới sâu xa không gì bằng, bật trụ trong đạo như hư không. Bồ Tát tu thập hạnh, chuyên tâm nhất ý, kính lễ mười phương chư Phật. Chư Phật là bậc lìa khỏi trần cấu, là bậc trí huệ thanh tịnh, là bậc thấy vô ngại. Cảnh giới của chư Phật sâu xa nhất, vì diệu nhất, không có gì sánh bằng, bậc tu hành trụ trong đạo như hư không. Bài kệ này là bài đầu quy kính. 96 bài kệ tiếp tụng lại văn ở trước, sau cùng có 4 bài kệ là kết thúc hoan hỷ sâu rộng. Quá khứ đấng tối thắng trong người, công đức vô lượng chẳng chấp trước, dũng mãnh bậc nhất không ai bằng, bậc lìa trần kia hành đạo này. Trong quá khứ là tối thù thắng trong loài người, công đức tu hành vô lượng vô biên nhưng chẳng chấp trước, dũng mãnh tinh tấn bậc nhất, chẳng có ai tinh tấn hơn ngài. Đây là vị Bồ Tát để khỏi tất cả trần cấu nhiễm ô, ngài tu hành hạnh môn này. Hiện tại mười phương các cõi nước, khéo hay khai diễn nghĩa đẹp nhất, lìa các lỗi ác tối thanh tịnh, bậc không nương tựa hành đạo này. Hiện tại trong tất cả cõi nước chư Phật mười phương, khéo hay diễn nói nghĩa tối thắng bậc nhất, lìa khỏi tất cả lỗi ác, đang được trí huệ tối thanh tịnh. Đây là vị Bồ Tát tu không nương tựa, ngài tu hành hạnh môn này. Vị lai hết thầy nhân sư tử, du hành khắp hết nơi pháp giới, đã phát tâm đại bi chư Phật, bậc lợi ích kia hành đạo này. Vị lai hết thầy đứng sư tử trong loài người, du hành khắp hết nơi pháp giới, đã phát tâm đại bi giống như chư Phật. Đây là vị Bồ Tát nhiều ích kia, ngài tu hành hạnh môn này. Ba đời hết thầy đứng vô tỷ, tự nhiên trừ diệt ngu si tối, nơi tất cả pháp đều bình đẳng, bậc đại lực kia hành đạo này. Ba đời hết thầy tất cả chư Phật, tự nhiên diệt trừ vô minh. Vô minh tức là không biết, không biết tức là ngu si tức là đen tối. Tại sao phải trừ diệt ngu si tối? Vì muốn chứng được quang minh nhất thiết trí huệ. Ví dụ một căn phòng tối, duỗi tay ra chẳng thấy năm ngón tay. Nếu tìm được chỗ bấm nút điện, dùng tay bật đèn lên thì sẽ sáng lên, hoàn toàn sáng sủa. Tất cả mọi vật mới nhìn thấy rõ ràng. Ba đời chư Phật đã diệt trừ được ngu si đèn tối, cho nên chứng được tất cả pháp bình đẳng, tức cũng là chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là vị Bồ Tát kia có thập trí lực, ngài tu hành pháp môn này. Khắp thấy vô lượng vô biên giới, tất cả các cõi và các thú, thấy rồi nơi tâm chẳng phân biệt, bậc không động kia hành đạo này. Khắp thấy được vô lượng vô biên các thế giới cõi nước chư Phật, lại khắp thấy được tất cả các cõi tam giới 25 cõi và tất cả các thú lục đạo. Tuy nhiên thấy được các cõi các thú nhưng tâm chẳng có phân biệt, đây là Bồ Tát nhiều nhiều chẳng động rõ ràng sáng suốt, ngài tu hành hạnh môn này. Pháp giới hết thảy đều thấu rõ, nơi nghĩa đệ nhất đối thanh tịnh, vĩnh phá sân mạn và ngu si,
bằng công đức kia hành đạo này. Pháp giới có 10 thứ, một pháp giới của Phật, hai pháp giới của Bồ Tát, ba pháp giới của Duyên Giác, bốn pháp giới của Thanh Văn, năm pháp giới của trời, sáu pháp giới loài người, bảy pháp giới Atula, tám pháp giới súc sinh, chín pháp giới ngạ quỷ, 10 pháp giới địa ngục. Do đó, một pháp giới đầy đủ tất cả pháp giới, tất cả pháp giới chẳng lìa một pháp giới, tức cũng là 10 pháp giới không lìa một tâm niệm. Trong pháp giới có đủ thứ giới khác nhau, có đủ thứ kiến giải khác nhau, có đủ thứ căn tánh khác nhau, đủ thứ nghiệp báo khác nhau, tóm lại có đủ thứ sự khác nhau. Muốn minh bạch hết tất cả sự vật và đạo lý trong pháp giới thật không phải dễ dàng, chúng ta phàm phu tục tử chẳng làm được. Song Phật và Bồ Tát đều thấu rõ, đối với nơi đệ nhất nghĩa, pháp môn không hai, chứng được trí huệ tối thanh tịnh, mà phá tan tất cả phiền não, chẳng có tâm sân hận, chẳng có hành vi ngã mạn. Đây là vị có đại công đức, ngài tu hành hạnh môn này. Nơi các chúng sinh khéo phân biệt, đều vào pháp giới đánh chân thật, tự nhiên giác ngộ chẳng do người, bậc đồng hư không hành đạo này. Bồ Tát khéo biết đủ thứ căn, đủ thứ dục vọng, đủ thứ giới, đủ thứ kiến giải của tất cả chúng sinh, nhưng chẳng sinh tâm phân biệt, nhập tất cả chúng sinh vào trong pháp giới lý thể chân thật, khiến cho họ tự nhiên giác ngộ. Do đó không thể tự thông, chẳng cần có người dạy đạo. Đây là vị Bồ Tát hạnh đồng với hư không, ngài tu hành hạnh môn này. Tận không hết thảy các cõi nước đều đến nói pháp rộng khai dụ, pháp nói thanh tịnh không thể hoại, bậc Thắng Mâu Ni hành đạo này. Bồ Tát có thể đi đến tận hư không khắp pháp giới, các cõi nước chư Phật sẽ nói diệu pháp, dùng đạo lý rộng lớn để ví dụ, nói chân lý của nó, khiến cho chúng sinh nghe được liền khai ngộ. Diệu pháp nói ra đều là pháp thanh tịnh chẳng nhiễm ô, thiền mà ngoại đạo không thể phá hoại được. Đó là vị Bồ Tát tu hạnh môn Thù Thắng Tịch Nhiên, ngài tu hành hạnh môn này đầy đủ vững chắc không thối chuyển, thành tựu pháp tôn trọng tối thắng, nguyện lực vô tận đến bờ kia, bờ khéo tu kia hành đạo này. Bồ Tát tu 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều đầy đủ viên mãn, vững chắc như kim cang, tuyệt đối không thối lùi về nhị thừa. Vì chẳng thối chuyển, cho nên thành tựu pháp tối tôn trọng tối thù thắng, nguyện lực của Bồ Tát phát ra vô cùng vô tận, đến được bờ bên kia. Đây là Bồ Tát khéo tu hành, ngài tu hành hạnh môn này. Vô lượng vô biên tất cả cõi, cảnh giới rộng lớn diệu thâm sâu, đều thấy biết được không thừa sót, bậc luận sư tử hành đạo này. Vô lượng vô biên mười phương cõi nước chư Phật có cảnh giới rộng lớn thâm sâu vì diệu, nhưng Bồ Tát đối với những cảnh giới không thể nghĩ bàn này hoàn toàn biết được, cũng đều thấy được chẳng có thừa sót. Ở trong một niệm chiếu rõ vô lượng vô biên mười phương thế giới, đây tức là biện tài vô ngại, Bồ Tát hiện sư tử hống, ngài tu hành hạnh môn này. Tất cả công nghĩa đều thấu rõ, hết thảy dị luận đều thôi phục, nơi pháp quyết định không chỗ nghi, bậc đại mâu ni hành đạo này. Bồ Tát đối với cầu thần, nghĩa thần, văn thần của tất cả kinh điển, thảy đều thấu rõ, tức cũng là biết được, làm được. Do đó, nói được, làm được, làm được, nói được, đây là chân chánh và sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Đối với hết thảy dị luận hoàn toàn thôi phục hết. Dị luận tức là tư tưởng của bạc môn tả đạo, họ lấy trái làm phải, lấy phải làm trái, trắng làm đen, đen làm trắng. Luận sư cử từ đoạt lý như vậy, điên đảo ngay thẳng thị phi, tà tri tà kiến, khiến cho chúng sinh đi lầm vào đường tà. Bồ Tát dùng chánh luận, chánh tri, chánh kiến thôi phục dị đoàn tà thuyết của ngoại đạo. Đối với chánh pháp quyết định thấu rõ, chẳng có hoài nghi, đó là Bồ Tát Đại Tịch Mặc, ngài tu hành hạnh môn này. 11 bài kệ ở trên là tụng bản hạnh ở trước, 4 bài kệ học chư Phật ba đời mà tu hành, 7 bài kệ hành lễ không thể nghĩ bàn. Xa lìa thế gian các lỗi họa, khắp ban chúng sinh vui an ổn, hay làm đại đạo sư vô đẳng, bậc thắng đức kia hành đạo này. Tất cả lỗi họa của thế gian, tức là thân miệng ý ba nghiệp, tạo 10 nghiệp ác, do đó làm các điều ác chẳng làm việc lành. Bồ Tát tu hạnh hoan hỷ, xa lìa được lỗi họa của thế gian, mà khắp ban cho chúng sinh vui an ổn, làm bậc đại đạo sư thế gian không ai bằng được. Đó là Bồ Tát tu công đức Thù Thắng, ngài tu hành hạnh môn này. Luôn dùng vô ý thí chúng sinh,
khắp khiến tất cả đều vui mừng. Tâm ngài thanh tịnh lìa nhiễm trược, bậc vô đẳng kia hành đạo này, luôn luôn dùng bố thí vô ý để bố thí cho tất cả chúng sinh, khắp khiến cho họ đều vui mừng. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, tâm ngài rất thanh tịnh mà lìa khỏi được tất cả tư tưởng nhiễm ô hỗn trược. Đó là Bồ Tát tu hành Bồ Tát không ai sánh bằng. Ngài tu hành hạnh môn này, ý nghiệp thanh tịnh rất điều thiện, để các khí luận miệng không lỗi, oai quang phiền mãn chúng không kính, bậc tối thắng kia hành đạo này. Pháp quan trọng nhất của người tu đạo là ý nghiệp thanh tịnh, tức cũng là chẳng có hành vi tham sân si ba độc, rất điều phục tư tưởng cao cường đối với tất cả chúng sinh đều hữu hảo thân thiện, để khỏi được tất cả sự hí luận thì chẳng tạo khẩu nghiệp, vì chẳng có lỗi lầm cho nên oai quang viên mãn, được tất cả chúng sinh khâm phục cung kính. Đó là Bồ Tát hành Bồ Tát đạo tối thù thắng, ngài tu hành hạnh môn này. Vào nghĩa chân thật đến bờ kia, trụ nơi công đức tâm vắng lặng, chư Phật hộ niệm luôn chẳng quên, bậc tiêu diệt cõi hành đạo này. Vào nghĩa lý chân thật thật tướng vô tướng, đã đạt đến bờ kia niết bàn rốt ráo, trụ nơi công đức vô tướng, trong tâm thường vắng lặng an vui, chẳng có mọi phiền não. Người tu hành đó được chư Phật hộ niệm thường chẳng quên, đó là Bồ Tát tiêu diệt tam giới 25 cõi, ngài tu hành hạnh môn này. Xa lìa cái ta không não hại, luôn dùng tiếng lớn truyền chánh pháp, mười phương cõi nước thảy đều nghe, bậc tuyệt ví dụ hành đạo này. Xa lìa tướng ta chấp ta và tướng pháp chấp pháp thì chẳng có tất cả phiền não. Tại sao chúng ta có phiền não? Vì có cái ta. Trong Đạo Đức Kinh có nói: sở dĩ tôi có đại hoạn vì tôi có thân. Nếu tôi không có thân thì tôi có hoạn gì? Nếu lìa khỏi được cái ta thì chẳng có não hại. Thường dùng tiếng rộng lớn để tuyên dương chánh pháp nhãn tạng, tiếng đó vang đến mười phương các cõi nước, khắp hết tất cả, chẳng có chỗ nào mà không chuyển đến. Đó là Bồ Tát tôi chẳng dùng ví dụ mà thuyết minh chân lý, ngài tu hành hạnh môn này. Tỷ Bà La Mật đã thành tựu, trăm phước tướng tốt đều trang nghiêm, chúng sinh thấy được đều vui mừng, bởi tối thắng huệ hành đạo này. Bố thí có ba thứ: một, bố thí tài, cứu được thân mạng của người; hai, pháp thí, cứu được huệ mạng của người. Do đó pháp thí là hơn hết. Trong các sự bố thí thì bố thí pháp là công đức thủ thắng nhất, vì giảng kinh thuyết pháp khiến cho người khai ngộ, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, đắc được an vui chân chánh. Ba, bố thí vô ý, có người trong lúc sợ hãi dùng lời lẽ khéo léo để an ủi, khiến cho họ chẳng sợ hãi. Tu pháp môn bố thí hay đạt đến bờ bên kia, bố thí công đức viên mãn thì sẽ thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên chúng sinh thấy được vị Bồ Tát này, tâm sinh đại hoan hỷ mà cung kính cúng dường. Đó là Bồ Tát trí huệ tối thù thắng, ngài tu hành hạnh môn này. Sáu bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ nhất, hạnh hoan hỷ, con đường của Bồ Tát tu hành. Trí địa thâm sâu khó hấp vào được, hay dùng diệu huệ khéo an trụ, tâm ngài rốt ráo chẳng lay động, bậc hạnh kiên cố hành đạo này. Trí huệ của Phật rất là thâm sâu, chẳng dễ gì vào được, song vị Bồ Tát này tu hạnh nhiều ích, ngài dùng diệu trí huệ không thể nghĩ bàn, khéo an trụ nơi trí địa. Vì có diệu huệ cho nên tâm của ngài rốt ráo không bị cảnh giới lay động. Đó là vị Bồ Tát tu kiên cố bất động, ngài tu hành hạnh môn này. Pháp giới hết thảy đều vào được, tùy nơi chỗ vào đều rốt ráo, thần thông tự tại bao quát hết, bậc pháp quang minh hành đạo này. Hết thảy lý của tất cả pháp giới đều vào được, tùy theo chỗ vào đều rốt ráo, vì có sức thần thông tự tại cho nên chẳng có gì mà không bao quát hết trong đó. Đó là Bồ Tát đắc được nhất thiết trí huệ quang minh, ngài tu hành pháp môn này. Các đấng đại mâu ni vô đẳng, xin tù tàm muội chẳng hai tướng, tâm thường trong định ưa vắng lặng, bậc thấy khắp kia hành đạo này. Hết thảy tất cả đấng đại tịch mặc không ai sánh bằng, thường thường xin tù tập định lực chẳng có hai tướng, tức cũng là thật tướng, tâm thường an trụ ở trong định, hoan hỷ vắng lặng, chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Đó là Bồ Tát thấy biết khắp, ngài tu hành hạnh môn này. Các cõi nước vi tế rộng lớn, nhiếp vào lẫn nhau đều khác biệt, như cảnh giới đó đều biết rõ, bậc trí sơn vương hành đạo này. Ở trong mỗi hạt bụi đều hiện ra các cõi nước Phật rộng lớn, mỗi thế giới và mỗi thế giới nhiếp vào với nhau,
Giữa đó đây đều có cùng quan hệ tồn tại với nhau, giống như mặt trời, mặt trăng và trái đất, cho đến các hành tinh khác đều có sức hút với nhau, song đều có hình tướng khác nhau chẳng giống, do đó đều có sự khác biệt. Mỗi thế giới vi tế và mỗi thế giới rộng lớn, hết thảy cảnh giới Bồ Tát tu thập hạnh đều hoàn toàn thấu hiểu và biết rõ. Đó là Bồ Tát trí huệ như núi Chúa Tu Di, ngày tu hành hạnh môn này. Ý thường sáng sạch lìa cấu dơ, ở trong ba cõi chẳng chấp trước, hộ trì các giới đến bờ kia, bờ tịnh tâm kia hành đạo này. Chỉ giới thành tịnh thì ý niệm thường quang minh khiết tịnh mà lìa khỏi tất cả nhiễm cấu. Vì nguyên nhân vô cấu cho nên đối với tất cả cảnh giới trong ba cõi đều chẳng chấp trước, tức cũng là nhìn xuyên thủng, buông xả đặng, hộ trì được tất cả các giới thì sẽ đến được bờ bên kia. Đây là Bồ Tát nghiêm trì giới luật, tâm cảnh thanh tịnh, ngài tu hành hạnh môn này. Năm bài kệ ở trên là khen ngợi hạnh thứ hai, nhiêu ích hạnh, con đường của Bồ Tát tu hành. Trí huệ vô biên không thể nói, khắp cùng pháp giới hư không giới, khéo hay tu học trụ trong đó, bậc kim cang huệ hành đạo này. Trí huệ của Bồ Tát vô biên không bờ mé, đến được trình độ không thể nói, chẳng biết có bao nhiêu, khắp cùng sống mãn pháp giới và hư không giới, khéo trụ ở trong trí huệ, mà hay tu học trí huệ. Trí huệ của Bồ Tát vốn là vô biên, lại sinh tu học trí huệ lại càng vô biên, đó là Bồ Tát tu kim cang trí huệ, ngài tu hành pháp môn này. Ba đời tất cả cảnh giới Phật, trí huệ khéo vào đều cùng khắp, chưa từng tạm khởi tâm nhàm mỏi, bậc tối thắng kia hành đạo này. Mười phương ba đời tất cả cảnh giới của chư Phật, dùng trí huệ để vào cảnh giới của chư Phật, hoàn toàn khắp cùng chẳng sót, chưa từng tạm thời sinh một tâm niệm nhàm mỏi và phiền chán. Đó là Bồ Tát tu pháp tối thủ thắng, ngài tu hành hạnh môn này, khéo phân biệt được pháp thập lực, biết rõ tất cả trí xứ đạo, thân nghiệp vô ngại đến tự tại,